đường sắt này. Thưa quý vị, về vụ việc người khuyết tật ở Nghệ An bị hành hạ dã man và phải nhập viện đang gây phẫn nộ trong dư luận. Đó là một em trai 14 tuổi bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Người quen của gia đình em là tên Nguyễn Thanh Sơn, sau khi xin phép đưa em đi chơi đã dẫn em vào khách sạn. Sau 3 ngày ở khách sạn, tên Sơn đã bỏ đi. Nhân viên khách sạn phát hiện em bị hôn mê, trên người bị đốt cháy nhiều chỗ. Hiện tại bé trai đã qua cơn nguy kịch, dần dần hồi phục sức khỏe. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang giáo diết truy bắt Nguyễn Thanh Sơn là nghi can bắt cóc và hành hạ em bé khuyết tật này. Những thông tin về vụ việc này đang khiến dư luận rất quan tâm và chương trình Cuộc sống thường ngày sẽ còn theo sát vụ việc để thông tin cho quý vị khán giả vào chương trình theo ngày mai.